Chào tất cả mọi người, hôm nay mình lại đấu giá được một con đồng hồ Orient Star. Mình sẽ khui cho mọi người xem nhé. Con này là con Orient Star đời mới, tích quát 50 giờ. Đấy nhá, con này là con mặt xanh ngọc nha mọi người nhá. Xanh ngọc. Tình trạng nó rất là đẹp.